Lên đó trước làm gì? Lên đó làm gì trên đó? Giờ đi. Cảnh rất là đẹp các bạn. Phía bên kia thung lũng nha. Dạ dạ dạ. Bo giữ giữ em đây nha. À, cảnh quá đẹp nha. Mình đậu xe vậy cũng hơi meo meo nha. Ý là ở đây các bạn, bo không cho ra qua bên kia thung lũng các bạn. À, rất là đẹp luôn. Đi đi xe lên đây các bạn, đang dốc á, chú ý là phải gài kéo thắng nha. Quên kéo thắng tay là nó chạy mất tiêu luôn á nha, nó chạy lủi xuống luôn á, tại vì cho nên là thật cẩn thận. Dạ. Đừng có đè cổ em. Chơi. Hả? Đói bụng chưa?